Trái hồng quân bà con, trái hồng quân mà cũng có người gọi là trái trùm quân. Hồng quân trùm quân nó cũng là một thôi nha bà con, nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà riêng với những người này có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn để cho sức khỏe của mình tốt thêm. Chứ nếu những người thế này, bệnh thế này mà ăn thì càng ngày sức khỏe mình càng xấu thêm. Đó là những người đau dạ dày, nhuận tràng, lúc đang đói bụng, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em 5 tuổi trở xuống, xương xương cái mà xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiêu tiểu khó là vui lòng đừng ăn trái hồng quân hay là trái trùm quân này. Ăn vào bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là những người có bệnh đau dạ dày, nhuận tràng, lúc đang đói bụng, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em 5 tuổi trở xuống, 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi, xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu khó, vui lòng đừng ăn quả hồng quân hay là trái trùm quân, cùng vậy thôi nha bà con. Còn lại là nó tốt, thật tốt cho sức khỏe, nó ngăn ngừa, bà con ạ, nó ngăn ngừa khỏi u sơ và nhân sơ, u sơ tiến tiền liệt, đau vùng hạ vị, dạ dày, tốt bà con ha. Cho nên là tốt hết, lại còn là giảm tốt cho dịch vị, sỏi thận, viêm mật, sỏi mật, đó bà con thấy tốt không? Nó làm sạch cho khí huyết hư của phụ nữ, làm cho sạch cho khí huyết hư của nữ giới. Ăn 3 trái một ngày, nếu ta ăn thì tốt, không phải ăn bao nhiêu cũng được, ăn nhiều nhất là 3 trái một ngày, mà một tuần chỉ ăn có 2 lần thôi. Vỏ trái này không được ăn mà nó dập rồi thì cũng không ăn, với trái cho nó tốt. Như vậy thì bà con chúng ta ăn cũng phải bỏ hạt đi bà con nha. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe khi ăn trái hồng quân hay là trùm quân. Nào nào, xin chào.